Chào bạn, tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của Bilura. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề liên quan đến sức khỏe hệ tiết niệu, đó là bệnh viêm đường tiết niệu. Trong video này, chúng ta sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu bệnh viêm đường tiết niệu là gì, làm sao để biết chúng ta bị bệnh viêm đường tiết niệu. Thứ hai, nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ gây bệnh và tác hại của bệnh viêm đường tiết niệu. Thứ ba là phân tích phương pháp Tây y điều trị bệnh viêm đường tiết niệu hiện tại. Sau đó là làm thế nào để có thể điều trị thành công bệnh viêm đường tiết niệu. Thứ năm là giới thiệu giải pháp điều trị mới nhất bằng thuốc thảo dược. Cuối cùng là điểm lại các ý chính và nêu quan điểm của cá nhân tôi về bệnh viêm đường tiết niệu. Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nội dung chính đầu tiên. Viêm đường tiết niệu là bệnh lý viêm nhiễm xảy ra ở đường tiết niệu. Nguyên nhân là do vi khuẩn gây viêm nhiễm. Tình trạng viêm nhiễm không đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh, nhưng gây hiện tượng đau rát và khó chịu. Khi vi khuẩn có hiện tượng phản kháng lại các loại thuốc thông thường, thì tình trạng sẽ trở nên đau đớn và khó chữa hơn. Thực tế, phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh nhiều hơn nam giới. Viêm đường tiết niệu có những biểu hiện và triệu chứng giống nhau ở cả nam và nữ. Dưới đây là những triệu chứng thường gặp. Người bệnh thường xuyên đi tiểu hoặc muốn đi tiểu, có cảm giác muốn đi vệ sinh liên tục nhưng mỗi lần lượng nước tiểu rất ít. Khi đi tiểu có cảm giác đau buốt, có cảm giác như kim châm giữa các lần đi vệ sinh. Đau vùng bụng dưới và lưng, nóng rát vùng bụng dưới. Tình trạng viêm nhiễm nặng lan tỏa đến thận và dạ con, gây ra các triệu chứng như đau lưng, ớn lạnh, sốt, buồn nôn và nôn. Nước tiểu có màu khác khi đi tiểu, tiểu rắc, khó chịu. Viêm đường tiết niệu có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh, trong đó 70-75% trường hợp là do nhiễm khuẩn, vi khuẩn hay gặp nhất là E. coli, loại vi khuẩn điển hình trong đường ruột. Vệ sinh không tốt chính là điều kiện để vi khuẩn xâm nhập từ đường hậu môn sang đường tiểu, gây viêm đường tiết niệu. Điều này đặc biệt đúng với nữ giới do phải sử dụng băng vệ sinh, cửa niệu mở thông và đường niệu ở nữ giới lại ngắn. Với nam giới, tuy vi khuẩn khó xâm nhập, nhưng khi bao quy đầu không được vệ sinh cũng là nguyên nhân gây viêm đường tiết niệu. Mặt khác, với những người quan hệ tình dục không an toàn, thì vi khuẩn lậu giang mai chính là thủ phạm gây viêm đường tiết niệu và các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục khác. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân thường gặp phải kể đến như do phì đại tuyến tiền liệt, do bị bệnh sỏi thận, do niệu đạo hẹp không bình thường, do kích thích với hóa chất như tiếp xúc với xà phòng, lotion và nước hoa, có thể gây ra cơn đau tạm thời trong niệu đạo. Viêm đường tiết niệu nếu không điều trị có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm bể thận cấp. Trong trường hợp này, nếu người bệnh không được hỗ trợ điều trị kịp thời có thể gây suy thận, bị hoại tử núm thận, nhiễm khuẩn huyết, ứ mủ thận, tăng huyết áp, v.v. Áp xe quanh thận. Biến chứng này làm giảm chức năng của thận, khiến thận có dấu hiệu bị phá hủy dần dần. Nhiễm trùng huyết. Biến chứng nhiễm trùng huyết khiến bệnh nhân có sự thay đổi về lượng nước tiểu. Lượng nước thải ra giảm nên gây ảnh hưởng đến số lần đi tiểu. Nếu không phát hiện kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Suy thận cấp. Đây là một hội chứng làm giảm nhanh của mức lọc cầu thận. Nếu không được xử lý kịp thời, người bệnh có thể tử vong do biến chứng phù phổi cấp, ngừng tim. Ngoài ra, đối với phụ nữ mang thai, bệnh viêm đường tiết niệu có thể gián tiếp gây ra sảy thai, sinh non, trẻ sinh ra bị nhiễm trùng. Viêm đường tiết niệu không điều trị sớm sẽ làm giảm chức năng của bàng quang hoặc thận ở cả nam và nữ giới. Thậm chí hệ tiết niệu có thể bị tổn thương vĩnh viễn. Cách điều trị thông thường đối với bệnh này là sử dụng kháng sinh như nhóm quinolone, nhóm beta-lactam, nhóm macrolid, v.v. để diệt vi khuẩn. Đặc biệt là cần phải chữa trị dứt điểm và vệ sinh đúng cách, nếu không bệnh sẽ tái phát lại nặng hơn và khó chữa hơn. Tuy nhiên, khi dùng kháng sinh trị bệnh, cần lưu ý sử dụng đúng và đủ liều, đồng thời cần điều trị theo phác đồ để tránh tình trạng vi khuẩn không được tiêu diệt hết, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ tái phát. Khi đó người bệnh sẽ phải sử dụng kháng sinh liều cao hơn để diệt khuẩn, gây mệt mỏi cơ thể. Đồng thời, sử dụng các loại thuốc này kéo dài lại gây ra một số tác dụng phụ bất lợi như buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt, nhức đầu, co giật, ảo giác, mất ngủ, tim đập nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực, v.v. Ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho bạn một giải pháp mới để có thể điều trị thành công bệnh viêm đường tiết niệu. Chúng ta sẽ sử dụng bộ đôi thuốc thảo dược từ thiên nhiên Bilogi gồm Cranberry Concentrate và Kidney Bladder.
đây là hình ảnh thực tế của bộ đôi sản phẩm bạn có thể xem qua. Bộ đôi thuốc thảo dược Bilogy gồm Cranberry Concentrate và Kidney Bladder có tác dụng ngăn chặn và tiêu diệt nấm, vi khuẩn bám vào niêm mạc của đường tiết niệu, giúp bảo vệ và phục hồi chức năng thận, bàng quang, đào thải các chất độc hại ra ngoài, rất có lợi khi điều trị bệnh viêm đường tiết niệu. Sản phẩm đầu tiên Cranberry Concentrate với thành phần chính là Cranberry Nam Việt Quốc. Cranberry Nam Việt Quốc có tác dụng chống oxy hóa rất tốt, giúp chữa trị ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu và tiêu diệt nấm, vi khuẩn bám vào niêm mạc của đường tiết niệu. Hoạt chất flavonoid trong cranberry có tác dụng làm lành các tế bào viêm ở bàng quang, giúp tuyến niệu đạo trở về trạng thái hoạt động bình thường và ngăn ngừa tái phát. Sản phẩm thứ hai Kidney Bladder chứa các thành phần chính là ginger, rễ gừng, juniper, bách xù, marshmallow, thục quỳ, parsley, ngò tây, uva uxi, dâu gấu, rambac, kim ngân hoa và golden seal, mao lương hoa vàng. Ginger, gừng có tác dụng đào thải và ngăn ngừa chất độc tích tụ trong cơ thể, giúp lợi tiểu và kích thích tuần hoàn máu. Juniper, bách xù có tác dụng lợi tiểu, giúp đào thải axit uric và chống viêm, giúp hệ tiết niệu khỏe mạnh. Marshmallow, thục quỳ tạo thành lớp màng nhầy giúp chống viêm, rất có lợi khi điều trị bệnh viêm đường tiết niệu. Parsley, ngò tây có tác dụng lợi tiểu và ngăn ngừa hấp thu muối ở mô thận, tăng cường bảo vệ sức khỏe thận. Uva uxi, dâu gấu chứa polyphenol giúp kháng viêm, giải độc và bảo vệ thận. Hoạt chất này còn có tác dụng lợi tiểu và kháng viêm. Rambac, kim ngân hoa giúp lợi tiểu, ngăn ngừa nhiễm trùng bàng quang và ngăn ngừa cơn co thắt ống thận. Golden Seal, mao lương hoa vàng chứa alkaloid giúp tăng sức đề kháng, chống viêm nhiễm bàng quang và lợi tiểu do vi khuẩn, tăng cường sức khỏe ở thận. Chính vì thế, bộ đôi thuốc thảo dược Bilogy gồm Cranberry Concentrate và Kidney Bladder là một giải pháp tuyệt vời dành cho người bệnh viêm đường tiết niệu. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại website của Bilora. Chúc bạn có một sức khỏe dồi dào, thân chào và hẹn gặp lại!